Bộ phim Binh đoàn nghề máy T-Buster của Synergy Media. Tập 6. Bay lên. Tư thế ngồi. Tư thế nghiêng. Shino, chỉnh tư thế đi. Medic, tụi nó làm gì vậy? Được rồi, bài huấn luyện tiếp theo. Lăn sang phải. Sang trái. Ngồi, đứng, cúi xuống, ngẩng lên. Ngồi, đứng, cúi xuống, ngẩng lên. Cậu, sao cậu không làm? Sniper, bình tĩnh đi. Bạo động rồi. Các cậu trật tự được không? Tôi đã làm bài tập. Làm ơn trật tự đi. Thật làm phiền cậu quá. Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác trừ khi cậu giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Đúng, cậu ta nói phải. Được rồi, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu. Ồ, là gì vậy? Đó là... làm bài tập toán cho tôi. Cậu đua hả? Tự làm bài đi, quý ngài lười biếng. Được rồi, nhưng hãy ra ngoài trong khi tôi làm bài. Đó là một mệnh lệnh hả? Chúng tôi cần đồng xu Buster. Thật là một anh chàng khó chịu. Làm ơn hãy ôm tôi. Không khí một viên đạn. Dẫn đói. Biểu dân sức mạnh. Các chiến hữu, có biết nơi này là đâu không? Còn ở đâu được nữa, là khu tập luyện. Trông thật khác thường. Nơi này dùng để luyện tập cho bọn trẻ ở trái đất. Chúng luyện tập từ khi còn là trẻ con. Có nghĩa là công chúa cũng được huấn luyện ở đây hả? Tôi thấy sợ. Đừng lo. Nếu ta chinh phục được nơi này, thì công cuộc chinh phục trái đất sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng mọi người chỉ vì tôi. Nắm lấy tay tôi. Đừng có ngu ngốc. Tạm biệt mọi người. Shino. Tôi vẫn sống. Mọi người làm tốt lắm. Bài tập huấn luyện cuối cùng nào. Đó sẽ là con cảm ơn chú. Gặp lại chú ngày mai ạ. Ôi trời ơi, tôi quên mất giờ mà bọn trẻ sẽ đến đây. Chúng ta có cơ hội thoát không? Chia nhau ra đã. Hãy sống sót nha các chiến hữu. Bắt chừng mày rồi. Ơ, đâu rồi? Suýt chết. Đó có phải là Medic? Ôi không, của tớ. Không, là của tớ.
lũ ngốc đáng thương. Esho, thật lén lút. Không, sai rồi. Phải báo cho đội trưởng Công thôi. Tôi ngụy trang rất tốt. Cậu không thấy thế hả, Medic? Đây không phải cách đối xử với tù nhân. Bọn trẻ trái đất độc ác. Mẹ nói là ăn đậu rất tốt, nhưng tớ không thích. Chị tớ thích ăn đậu lắm. Còn cậu thì sao? Đậu là cái gì? Thì nó nhìn như hạt đậu. Ăn giống hạt đậu. Tôi nghĩ bạn không khỏe. Thế hả? Cảm ơn bạn. Đội trưởng, có chuyện nguy cấp rồi. Các chiến binh đang gặp nguy. Cậu phải nghe chuyện nguy cấp của tôi. Tôi phải hoàn thành bài đi nha đã. Nếu cậu hợp tác, tôi sẽ hoàn thành nốt cho cậu. Cậu nghĩ sao? Thật hả? Các cậu lại gây rối hả? Tôi đã nói là đừng muốn đi quá xa mà. Chúng tôi không thể chết ở đây như thế này được. Các cậu có nghe tôi không? Anh à, em đã làm xong bữa tối. Có bò hầm cho anh nè. Chờ đã, cơ quan anh gọi. Vâng, thưa sếp. Tôi rất vui. Không, chúng ta không vui vẻ. Đã tới lúc thực hiện chiến dịch tẩu thoát ngoạn mục. Gặp nhau trên đỉnh tháp kia nha. Heavy, trốn thoát. Nhanh lên. Nếu thành công, tôi sẽ trả cậu gấp 4. Dạ. Robot, chúng đang di chuyển kìa. Đội trưởng Công, cứu chúng tôi. Đội trưởng, làm gì đi? Tôi không thể. Bọn trẻ còn chẳng thể nghe lời mẹ chúng. Cứu. Tôi nên làm gì? Cách thoát duy nhất là đường hàng không. Hợp thể là cách duy nhất. Vậy thì bay lên đi. Đội trưởng đã đồng ý hợp thể. Tàu Su Buster, tàu chiến đấu T-Fighter. Bắt đầu. Tàu chiến kiểu fighter.
Giới đài này hãy chinh phục các mục tiêu. Đội trưởng, nhanh lên, hãy ra lệnh tấn công. Nhưng từ từ đã, bình tĩnh nào. Tôi thấy bò hầm. Ủa, có hoa hả? Chuyện gì xảy ra với robot giao hàng thế nhỉ? Đến giờ ăn rồi, về thôi các con. Vâng thưa mẹ. Ôi, mình vẫn còn bài về nhà chưa làm. Bò nằm ơn ủ chuyện sao 지구를 정복하여 제정신이 아닌 그들이 온다. 아살트, 지구 정복은 언제 할 거야? 뭘 그렇게 서두르나? 즐기며 하자고. 제발 타오르지 좀 봐. 홍대장이 결함을 승인했다. 우주 최초 로봇 시트콤 타오르지 마 버스터.